Mình chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ về những cái chương trình để mà livestream làm sao có những cái sân khấu như nhiều người muốn, nhiều người hỏi. Đại đa số là xài qua cái OBS để mà làm những cái hình màn hình ảo. Nhưng mà những cái đó là nó đòi hỏi cái cặp màn hình, cái nhu cầu, cái cấu hình của cái máy thật mạnh để mà chạy cho nó mượt hơn. Với lại nếu mà gắn dây LAN trực tiếp, dây internet trực tiếp á, thì nó sẽ không bị khựng, nó không bị đứng mạng, nó không có bị nói chung là nó không có bị unstable, nó không bị giật, nó chạy lúc nào cũng đều. Để mà livestream thì nó có nhiều cách, nhiều loại. Cái ví dụ đầu tiên là đi thẳng vào trang web. Mình đang hướng dẫn về của laptop và của computer. Các bạn đi thẳng vào trang web, trang chủ của Facebook thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có cái chữ live video. Các bạn bấm vào. Và sau đó các bạn chọn cái source. Chọn cái source có nghĩa là chọn cái camera nào, hay là chọn cái đường âm thanh nào. Ok. Thì lúc đó các bạn chỉ cần lựa chọn live stream, live go online, hay là sau đó mình đang xài tiếng Đức thì nó để là live again. Có thể trong một nhóm. Nếu mà trong một nhóm thì các bạn lựa chọn cái nhóm mà các bạn muốn live stream. Cái này là cái mà gốc của Facebook. Dĩ nhiên trên điện thoại di động là cái Android và cái Apple phone nó sẽ có chức năng khác. Nhưng mà để mà có âm thanh hay, màn hình ảo này nọ thì cái điện thoại không bao giờ bằng cái computer hay là cái laptop được. Ok, đây là một cách đầu tiên. Cách thứ hai, các bạn có thể xài qua những cái giống như là Cyberlink Ucam. Cyberlink Ucam. Như ở đây các bạn cũng nhìn thấy, mà mình cũng có thể bỏ thêm những cái effect vào cho nó đẹp. Ok. Hay là làm cho da nó mịn, hay là có mấy cái hình smiley nhá. Rồi có thể có bông hoa cho nó chạy. Ok. Rồi hay là mình tạo một cái avatar nào đó, hay là mình cũng viết text lên, viết text hay là vẽ lên cái màn hình của mình cũng được. Đây. Xóa nó đi cái đó. Mình xóa nó đi rồi mình giải thích nó dễ hơn. Như trên này các bạn cũng nhìn thấy, mình có thể record được cái màn hình, mình có thể chiếu cái desktop của mình. Đó, mình có thể capture cái desktop, mình thâu lại cái màn hình của mình, hay là mình share lên trên mạng luôn để mà live stream. Nhưng mà hiện tại bây giờ đang nói chuyện về live stream, không phải nói về những cái thu âm thu hình. Cyberlink thì các bạn có thể vào Skype, có thể vào Zoom Meeting, Zoom Web Webinar, hay là Skype Business, Google Hangouts, YouTube hay là Facebook. Nó cũng rất là đơn giản. Các bạn bấm vào, bấm Go là các bạn cũng live stream. Đây là cái chương trình đầu tiên. Yeah. Không phải là đầu tiên ra để mà live stream, nhưng mà nó là chương trình sử dụng webcam tốt nhất thế giới. Ok, để mà vui chơi, để mà vui chơi. Ok, ngoài cái Ucam của Cyberlink ra, thì nó có cái screen capture hay là screen recorder này cũng của Cyberlink.
Hiện tại bây giờ mình không bấm vào stream được là tại vì mình đang dùng nó để mà mình đang thu hình. Mình đang thu hình, mình đang hướng dẫn cái video. Tại vì không biết các bạn có nhìn thấy mờ mờ ở đây là 1080p và 60 hình trên giây hay không. Okay. Nhưng mà mình có capture lại một cái tấm hình. Nếu mà mình click vào stream thì ở đây mình cũng có thể lựa chọn Twitch hay là tất cả 5 server cùng một lúc. Mình có thể xài ở đây hai cái account Facebook khác hay là hai cái account YouTube khác. Có nghĩa là mình chỉ cần log in hết tất cả những cái này hay là đưa cái server hay là cái stream key vào đây. Các bạn chỉ cần bấm live thôi là nó sẽ online. Nó cũng đưa vào Facebook. Ok, nó cũng sẽ đưa vào Facebook. Còn cái mà hiện tại bây giờ là đang hot nhất, cái hiện tại bây giờ là đang hot nhất là cái OBS. Ok, cái OBS Studio. Đây, là nó đây. Nhưng mà cho những người mà không biết xài thì thật sự mà nói nhìn nó rườm rà lắm. Nhìn nó rất là rườm rà. Ok. Cũng không có xài hết chức năng. Nhưng mà ở đây mình thấy là cho những người không biết xài thì nó hơi phiền một tí. Tại vì mình có thể bỏ thêm màn hình vào làm cái background này, background kia. Ok. Ở đây thì chỉ có, các bạn chỉ có thêm effect, thêm chữ, thêm text này nọ. Nhưng mà cái gì cũng vậy, không có cái gì gọi là miễn phí hết. Cái OBS này nó cũng ăn tiền. Ăn tiền Facebook. Và nếu mà mình có trả tiền thì mình sẽ được nhiều cái tools hơn nữa. Ok. Đây. Nhưng mà cái khó của cái OBS là mỗi lần vào mình lại phải đi lấy cái key, cũng giống như là mình trước sau cũng phải vào cái Facebook rồi để lấy cái stream key. Rồi từ cái stream key này mình phải đưa vào trong settings của nó. Bây giờ mình nói ví dụ ở đây mình copy cái stream key này đi. Rồi, mình lại phải đưa vào đây. Vô settings, vào cái stream. Rồi mình chọn Facebook Live. Rồi mình đưa cái key vào. Ok, mình đưa cái key vào. Nó mới connect với lại cái Facebook của mình. Rồi ở đây mình phải start. Mình phải start streaming. Để mà nó đưa... nó đưa vào trong cái server của Facebook. Ok, nó đưa vào cái server của Facebook. Rồi từ đây mình lại phải bấm live này nọ. Mình lại phải bấm live. Ok. Nó rườm rà. Nói chung là thật sự mà nói mình không có thích xài những cái thứ mà không phải ai cũng xài được. Có nghĩa là ai cũng phải tìm hiểu học hỏi để mà xài. Mình muốn cái nào mà đơn giản cho người ta. Mình muốn cái nào đơn giản cho bà con thôi. Cho nên càng đơn giản càng tốt. Ok. À đây, nó đã lên đây rồi. Mình đã tắt rồi. Ok. Đó là cái OBS. Ngoài ra nó còn nhiều cái hơn nữa. Nó còn rất là nhiều thứ của Cyberlink. Nếu mà các bạn vào mà xem rõ, để mình vào Cyberlink mình xem thử. Cyberlink. À, đây, Perfect Cam. Perfect Cam cũng là một cái chương trình để mà livestream được. Nó cũng rất là đẹp, nó cũng rất là rõ. Nói tóm lại là các bạn cứ đi vào Cyberlink, nhớ cái chữ viết Cyberlink, viết kiểu này. Các bạn đi vào Cyberlink, các bạn tìm hiểu. Nó là một cái chương trình, một cái product của Cyberlink là dám tuyên bố là đứng hàng đầu thế giới về media. Có nghĩa là làm phim, làm ảnh, để streaming webcam hoặc là xem những cái phim movie 8K. Mình đang nói là 8K luôn nha. Cyberlink. Đây, ở đây vẫn để là number one. Ok, number one video editing, photo editing software. Nếu mà của người châu Á mình quảng cáo thì ai cũng cho mình là số 1. Nhưng mà cái này cả thế giới không ai dám nhìn được hết. Không ai dám nhìn được hết.
ở Adobe tại sao không dám nói, đúng không? Cubase tại sao không dám nói? Những cái này là những cái mà không phải là nó hay nhất, nó chuyên môn nhất, mà là nó đơn giản, nó dễ xài và nó tốt. Okay. Đây mình cho các bạn xem, cũng giống như là đây, nó ra cái mới Pro DVD. Ở đây là tiếng Đức, cái player tốt nhất thế giới, tốt nhất thế giới. Nó coi 8K được là từ lâu rồi. Ok, nó coi 8K được từ lâu rồi, từ cái 19 rồi, mà bây giờ tới cái 21 rồi. Ok. Và cái hiện tại mình đang xài và mình rất là thích xài, mà hầu như là mình cũng đã xài từ năm 98, 99 rồi, là cách đây 21, 22, nói chung là trên 20 năm, là cái Manicam. Đây là cái này. Ai cũng nói là xài crack hay là xài đồ free này nọ, nhưng mà free thì nó sẽ hiện ra cái logo. Xài đồ crack á, thì lúc được lúc không. Còn cái này ở đây đơn giản nhất, mình có thể chuyển đổi màn hình, chuyển đổi webcam như đây. Hiện tại của mình xài 2-3 cái webcam cùng một lúc, bây giờ mình đang có. Còn cái này cũng giống như OBS, mình có thể làm background theo ý muốn nhé. Chỉ có cái là mình không có cái green screen ở đằng sau, một cái màn màu xanh để mà mình làm những cái hình ảnh. Ví dụ như thật ra mà nói, ở đây mình mà muốn làm thì mình cũng có thể làm cái download ở trên mạng nhiều lắm. Download trên mạng có rất là nhiều. Như mình download ở đây có những cái đây, những cái effect này thì các bạn nhìn thấy. Ok, các bạn cũng nhìn thấy được effect, nó cũng chạy chứ đâu phải là không đâu. Ok, mình có thể làm mờ đi, mình có thể xóa đi nha. Đó, để mình mở cái mà nó sống động một tí. Đó. Cái này nó ảo, nó đòi hỏi cái nhu cầu, cái cấu hình của cái máy thật mạnh. Các bạn cứ nghĩ đi, nếu mà mình xài Manicam livestream với những cái màn hình ảo cái này, mà nó memory nó tốn lên tới 2GB nè. Ok, tốn lên tới 2GB. Thì đâu phải máy nào cũng chịu được đâu, đúng không? CPU. Mà các bạn nếu mà nhìn trong này của mình, cái CPU của mình á, nó cũng là máy thuộc dạng mạnh chứ không phải là máy bình thường. Mà nó đã bị nặng cái này rồi, mình xài 32GB RAM. Hiện tại bây giờ đã tiêu xài là hơn 10GB. Okay. Rồi. Có nghĩa là mình làm cái này rất là đơn giản. Còn ngoài ra mình có thể làm chữ như cái này, mình có thể làm chữ cho nó chạy. Đây, mình có thể làm chữ cho nó chạy, các bạn cũng có nhìn thấy. Ok, làm chữ cho nó chạy được. Nhưng mà mình không thích xài mấy cái này. Mình không thích xài nó là tại vì thứ nhất, mình xài premium. Mình mua cái này để mà mình làm việc luôn. Thứ hai, nếu mà ai mà xài cái này phải tốn tiền, vừa cho software mà cái cấu hình của cái máy cũng phải thật tốt. Chứ nói mua cái máy cả màn hình 2GB rồi, máy chỉ cần i3 này nọ, xài ổ cứng bình thường được thì không bao giờ mà xài nổi nó. Okay. Nó sẽ bị khựng. Tại sao mà nhiều người bị lúc mà hát chữ nó chạy bị khựng, bị giật, bị chậm? Những cái background các bạn để ý, các bạn để ý nha. Mà cái Manicam, cái Manicam hình như với mình, ok, theo cái hiểu biết của mình, cái Manicam là cái mà duy nhất stream 4K trên YouTube. Giá cả của nó thì ở đây các bạn cũng nhìn thấy nha. Xài mình mua là mua bệnh viện chứ không có mua một năm.
một năm 69 đồng. Còn ở đây thì nó sẽ để tiền nào của đó. Cái premium và cái studio thì mình khuyên nếu mà em muốn mua một cái studio vĩnh viễn, giá của nó vĩnh viễn, còn giá của nó mỗi năm là bên này vĩnh viễn. Lý do tại sao studio là tại vì mình đâu có cần cái support của nó đâu, mình đâu có cần phải làm mình đâu cần phải xài 24 cái camera đâu, 12 cái đủ rồi. Còn xài cái mà standard, mấy cái standard 60 đồng, 60 đồng thì nó không support mấy cái IP camera nha. Ở đây mình có thể làm virtual background, rồi xóa cái background, ok, hay là làm mờ cái background, hay là mình thêm watermark, ok, đây, mà nó cũng không support 4K, nó không support 4K nha, các bạn nhìn nha, ok. Cái dễ của nó là cái gì? Tại sao mình thích nó? Nó khác với lại cái Cyberlink là nó không cần phải stream, nó không phải stream 5 chỗ, mà mình theo ý muốn của mình muốn bao nhiêu chỗ mình bấm vô một cái thôi, mình bấm vô thêm thôi, thêm server, ok, mình bấm vô thêm server. Giống như ở đây mình chỉ cần mở Facebook lên thôi là mình login liền. Ở đây hiện tại bây giờ tại mình login trong nhóm, nhưng mà ngược lại mình login public, ok, hay là với bạn bè thôi. Rồi mình đưa title, description, rồi mình chỉ cần mở nó lên thôi là mình có thể stream. Không cần lấy key, không cần lấy gì nữa hết, ok, chỉ cần mở lên là stream thôi. Thì trong lúc mà stream thì mình, như các bạn cũng nhìn thấy ở đây, ở đây mình có thể để cái quảng cáo với tên của mình, hay là để video nó chạy. Ngoài ra ở đây các bạn cũng nhìn thấy mình có thể thêm text. Ví dụ mình mở text lên, mình để cho text chạy left to right. Rồi ở đây mình có thể ghi vô, chào cả nhà. Bây giờ chữ đen không nhìn thấy được thì thôi mình chuyển chữ xanh, hay là mình chuyển chữ đỏ, ok. Rồi tốc độ chữ nó chạy thì mình có thể chỉnh sửa được, tốc độ chữ chạy mình có thể chỉnh sửa được, text mình có thể đưa lên đưa xuống được, mình có thể bỏ bất cứ mọi nơi. Ngoài cái này ra mình có thể bỏ logo của mình lên được. Bây giờ mình nói cái ví dụ mình tắt cái text này đi nha. Mình nói cái ví dụ mình muốn bỏ cái logo của mình lên thì mình lại thêm một cái layer. Rồi ở đây mình lại thêm cái image, một cái video nào đó, logo của mình. Mình làm nhỏ lại, mình đưa nó lên góc, mình khóa nó lại là nó không nhúc nhích được nữa. Nhưng mà ở đây mình có thể copy ở đây, có nghĩa là mình copy một cái, mình copy layer và mình paste nó vào đây của mình. Ê, bị lỗi. Là ở đây giống như là mình có một cái logo, rồi ở dưới đây mình cũng có video mình chạy. Nói chung nó chạy được nhiều hình khác nhau, ok, nó chạy được nhiều hình khác nhau. Cái video này có thể là mình làm cái pixel nó khác cho nên nó báo lỗi. Okay. Đó là cái mà ở đây nè, các bạn có thể nhìn thấy nó stream 4K, nó stream 4K. Rồi ở đây mình có thể chọn, cũng chọn đường âm thanh theo ý muốn, ok, chọn đường âm thanh theo ý muốn. Mình có thể thêm thời gian, thêm cái đồng hồ vào, mình có thể làm được những cái đó. Thời gian ở đây, ở đây là xóa màn hình, đổi màn hình, các bạn cũng biết. Ở đây thì mình thêm tựa, thêm tên bài hát. Thí dụ mà mình đang hát, hôm qua mình hát bài Mộng Dưới Hoa là bài cuối cùng. Rồi nó có những cái design giống như là design đỏ, ok,
hay là trắng đen. Các bạn chỉ cần tắt mở thôi. Tắt mở thôi là nó refresh. Ok. Rồi ở đây thí dụ như một cái live stream các bạn có 10 bài, các bạn có thể add thêm 10 bài vào. Ok, add, cứ add thêm là nó cứ lên xuống. Mình đánh tựa trước, rồi sau đó tới bài nào mình mở nó lên. Đây. Tới bài thứ 2. Đúng không? Và tới bài thứ 3. Đó. Rồi đến lúc mà xong mình chỉ cần bấm ở đây là mình xóa thôi. Là nó mất hết. Để mà cho một cái cuộc live stream kế tiếp. Okay. Đó, như mình nói, nếu mà đã chơi thì nên mua cái chương trình này để mà chơi. Chứ mấy cái OBS nó phiền phức, nó khó sử dụng. Nó cũng nặng như nhau, nó cũng nặng như nhau. Nhưng mà nó không có phải live stream giống như cái này. Ở đây các bạn live stream chắc chắn 100% là 4K qua YouTube. Okay. Với điều kiện cả màn hình phải support, camera phải support. Nha. Cái điều kiện đó cũng phải cần đến. Chứ không phải là xài cái chương trình này 4K thì mua cái webcam hay là lấy cái điện thoại di động của mình để mà xài 4K. Thì cái đó là vô lý, cái đó là vô lý. Tất cả nó phải đi chung với nhau. Ok, cái chương trình live stream, những cái chương trình để live stream để mà chia sẻ thì hôm nay là Huy đã chia sẻ cho mọi người rồi. Ok, mọi người nghĩ sao? Thấy chương trình nào hay nhất? Nếu mà muốn thì mình sẽ đi sâu vào hơn thêm nữa về OBS, về Cyberlink, về Webcam Max, về Camtasia. Những cái đó live stream được hết. Những cái đó live stream được hết. Ở đây thì có nhiều effect hơn. Mình làm mặt mũi cười, gió bay, mưa lá này nọ. Những cái đó là làm được hết trong lúc live stream. Nhưng mà mình cái gì cũng thật. Mình không muốn ảo. Ok. Thì chương trình live stream, cái chia sẻ về chương trình live stream, mình nghĩ là các bạn cũng đã hiểu. Nếu mà các bạn có cái gì mà hay hơn hay là cần tìm hiểu hơn nữa, có thể inbox cho mình hay là comment ở dưới. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ lên website của mình. Các bạn có thể vào jnguyen.net để mà nhìn thấy. Ở đây là mình sẽ chia sẻ nhiều về chương trình, về những cái hiểu biết của mình về âm thanh, về hình ảnh, về những cái về server, network, về office. Mình sẽ chia sẻ. Đó, như ở đây các bạn nhìn thấy, như hôm qua mình record ở đây thì chỉ ra được đây. Ở đây như các bạn cũng thấy được, một không là 4K luôn cả trong hôm. Trang chủ của mình cũng là 4K. Rồi trong cái work, tại vì ở đây mình làm nhanh, mình dùng những từ chuyên môn. Ok. Đó, như tại sao hardware, software, ok, graphic, web design. Thì ở trong Word này mình có giải thích hardware, software là cái gì. Tất cả ở đây đều là 4K. Okay. Như bây giờ mình đang record lại bằng cái Cyberlink thì nó chỉ được Full HD 1080 thôi. Nó chỉ là 1080 thôi. Nhưng mà cái video này mình nghĩ nó cũng đã đủ rõ để bà con hiểu được. Quan trọng là cái âm thanh để nghe và cái hình để nhìn thấy. Còn mình làm design thì dĩ nhiên mình muốn làm rõ hơn một tí. Tại vì có nhiều người có thể là họ sẽ phóng to cái này ra thành màn hình thật rộng để mà họ xem. Thì nó không bị mờ, nó không bị nhòe. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình xin ngừng cái video tại đây. Mình xin chào cả nhà.